Xin chào các bạn, hôm nay thì tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái website thời trang TV Shop. Thì bữa hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần section service để sau nên một số cái nội dung về một số cái service của website ở đây. Thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm giống như cái section này. Đây, tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm giống như cái section này. Rồi. Thì đầu tiên thì tôi cũng mở cái trang viết code lên và tôi sẽ đi viết code cho nó. Thì tôi sẽ viết code ở đây. Thì tôi có cái section tôi có thể section à, tôi cho nó cái class là bằng section service. Rồi tiếp theo thì bên trong nó thì tôi có cái thẻ div. Thẻ div này thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng container. Rồi bên trong nó thì tôi lại có cái thẻ div nữa. Cái div này thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng row. Rồi tiếp tục thì bên trong nó thì tôi lại có các thẻ div. Cái div này thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng column XS 12 column small 6 rồi column địa điểm thì tôi cho là 3 và column last thì tôi cho là 3 luôn. Rồi tiếp theo thì tôi thêm cho cái class là service item. Rồi tiếp tục. Tiếp tục thì tôi sẽ có cái thẻ div ở bên trong nữa. Div này thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng icon. Rồi trong cái div này thì tôi lại có cái thẻ img. Thì tôi sẽ đi chọn với cái hình của tôi. Tôi sẽ có cái thuộc tính là src. Thì tôi sẽ đi vô cái folder chứa hình của tôi. Đây, thì trong này tôi có một số cái hình như hình cái icon, đây có một cái hình icon hình máy bay như vậy thì tôi sẽ đi mát cái tấm hình này do. Thì tôi sẽ mát cho cái folder là img z img icon z. Rồi tôi sẽ cho cái hình của tôi đây. Rồi tôi cho size và tôi sẽ nên defect lại trình duyệt. Đó thì nó có thêm cái hình icon máy bay như vậy. Rồi tiếp theo thì bên dưới thì tôi lại có cái thẻ div nữa. Div này thì tôi sẽ cho nó cái class là bằng info. Rồi tiếp theo thì tôi lại có cái thẻ a. A này tôi cho nó cái href là bằng thăng. Rồi bên trong nó thì tôi có cái thẻ H3. Tôi sẽ cho nó cái nội dung là free shipping chẳng hạn. Rồi tiếp theo thì bên dưới thì tôi có cái thẻ spam. Trong thẻ spam này thì tôi sẽ cho nó cái nội dung là on order over 200 đô la chẳng hạn. Bắt đầu tôi mới cho save. Rồi tôi sẽ đi defend lại trình duyệt. Đó thì bây giờ cái tôi đã được cái nóc thứ nhất và cái style của nó thì tôi sẽ đi viết chỉnh style cho nó sau. Tiếp tục thì tôi cũng copy cái khối này xuống cho các nóc còn lại và tôi sẽ chỉnh sửa lại. Rồi bây giờ thì tôi sẽ chỉnh sửa cái nóc thứ hai này lại. Nóc thứ hai thì tôi sẽ có cái hình icon block này. Đó là cái icon hình cái hình đồng hồ. Tôi sẽ copy cái icon này rồi. Tôi sẽ thay thế chỗ hình cho nó ở đây. Rồi tiếp theo thì cái nội dung thì tôi cũng thay thế cho nó lại.
Chỗ này thì tôi sẽ cho nó là 30 ngày đổi trả chẳng hạn, 30 ngày return. Rồi tiếp theo thì chỗ này tôi cho nó cái nội dung chẳng hạn, ví dụ như là money back warranty chẳng hạn. Rồi, tôi cho save. Rồi tiếp theo là cái nóc thứ ba này. Nóc thứ ba này thì tôi sẽ có cái hình là cái hình icon phone, là cái hình điện thoại như vậy. Đó, thì tôi sẽ copy cái tên hình luôn. Đây, tôi sẽ thay cái tên hình nó vậy. Và chỗ này nội dung thì tôi cũng sửa nó lại. Nội dung thì tôi sửa lại là ví dụ như là 24/7 support chẳng hạn. Đó. Rồi tiếp theo thì tôi sửa cái nội dung bên dưới này lại. Ví dụ là tôi sửa lại online consultant. Consultation. Consultation. Tức là online consultation tức là tư vấn trực tuyến. Rồi tiếp theo thì cái nóc cuối cùng. Nóc cuối cùng thì tôi sẽ sửa lại là cái hình hay cần umbrella này, cái hình chữ O như vậy. Đó, thì tôi sẽ copy cái tên hình vô. Rồi cái chỗ này nội dung thì tôi cũng sửa lại. Tôi sẽ sửa lại là say shopping. Rồi tiếp theo thì ở bên dưới này tôi cũng sửa lại cái nội dung lại. Ví dụ như tôi sửa lại là say shopping warranty. Rồi tôi cho save. Rồi tôi sẽ đi defect trình duyệt. Đó, thì bây giờ thì tôi đã có bốn cái nóc như vậy. Và tôi sẽ đi viết style để chỉnh cho nó. Thì tôi cũng tiếp tục cho cái file home.scs và tôi viết style cho nó. Thì tôi cũng mở cao app lên. Tôi cũng mở cái cao app này và tôi cũng đi run cái đồ check của tôi. Đây, đồ check của tôi đây. Tôi sẽ bắt đầu viết style cho nó ở dưới này. Ví dụ như tôi ghi chú ở đây nè, style for section cho chẳng hạn. Rồi tôi sẽ bắt đầu viết style cho nó. Ở bên này thì ở trên đây thì tôi có cái class là section cho bịch cho bài, thì tôi sẽ copy ra cái class này và tôi qua đây tôi sẽ viết style cho nó ở đây. Trên này tôi còn thiếu dấu chấm, tôi sẽ thêm dấu chấm cho nó như vậy. Rồi tiếp theo thì cái section cho bịch này đầu tiên thì tôi muốn cho nó cái mặt in top. Tôi sẽ làm như sau. Thì tôi cho nó là khoảng 40 pixel. Rồi tôi cho size. Rồi tôi sẽ đi phép lại trình duyệt. Đó thì nó đã chỉnh lại căn mặt in top xuống 40 pixel như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái mặt in bottom. Thì tôi cho là 30 pixel. Rồi tiếp theo thì bên trong nó thì tôi lại có cái class là container, thì tôi sẽ viết style cho cái class này. Container thì tôi cho nó cái background. Thì tôi sẽ cho nó cái màu xám. Thì tôi sẽ qua cái biến value này và tôi sẽ khai báo cho nó một cái biến. Tôi là ví dụ như là gray color chẳng hạn. Tôi cho nó cái mã màu là thăng F6 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 rồi tôi cho save. Rồi tôi sẽ copy cái mã màu này và tôi qua và tôi sẽ sử dụng nó. Đây, tôi sẽ sử dụng cái mã màu ở đây. Rồi tôi cho save. Rồi tôi defend lại trình duyệt. Đó thì nó đã có cái hình nó đã có cái background màu xám như vậy. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ đi viết style cho cái class là service item này. Tôi sẽ đi viết style cho cái class này. Service item này thì đầu tiên thì tôi sẽ cho nó cái padding. Tôi cho là đầu tiên là padding top thì tôi cho là 0 pixel. Rồi tiếp theo là padding right tôi cho là 0 pixel. Rồi tiếp theo là padding bottom thì tôi cho là 10 pixel. Rồi tiếp theo thì padding left thì tôi cho là 15 pixel. Rồi tôi sẽ đi cho size. Rồi tôi sẽ refresh lại trình duyệt.
nó mới có thay đổi có một chút thôi, thì tôi sẽ tiếp tục viết style cho nó. Thì tôi sẽ cho nó cái thuộc tính là tôi cũng cho nó cái border, thì tôi sẽ gọi cái hàm input add border. Border thì tôi sẽ cho nó cái thuộc tính các tham số này, đầu tiên là font pixel. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái mã màu là thăng CSS. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó cái vị trí là vai, thì tôi sẽ cho cái border ở bên cạnh trái, bên cạnh phải tôi nick size. Đó, thì tôi sẽ define lại trình duyệt. Đó, thì bây giờ nó đã có mấy cái hình, có thêm mấy cái border như vậy. Thì cái nóc cuối cùng này thì nó có cái border right như vậy, nhưng mà cái nóc đầu tiên thì nó lại không có cái border bên trái, thì nhìn trông nó không có đẹp cho lắm, thì tôi sẽ bỏ cái border ở cuối cùng này đi. Thì tôi sẽ đi làm như sau, thì tôi sẽ có cái thuộc tính là tôi sẽ có cái class là service item luôn, và tôi sẽ hai chấm last try, tức là phần tử cuối cùng last try, và tôi sẽ cho nó cái border line này lên. Đó, tôi cho save. Rồi tôi sẽ đi phép lại trình duyệt. Đó, thì bây giờ cái border line ở cuối cùng này nó đã bỏ đi. Đó, trông như vậy thì nó đẹp hơn. Rồi tiếp tục thì tôi lại lên trên này và tôi tiếp tục viết code cho nó. Rồi tiếp theo thì tôi có cái thuộc tính là overflow. Thì tôi cho là hai đợt. Rồi tiếp theo là tôi sẽ có cái thuộc tính là min height. Thì tôi cho là 90 pixel. Cái chiều cao của cái mấy cái nóc thì tôi nick cho size. Rồi tôi define lại trình duyệt. Thì nó chưa có chỉnh chiều cao lại. Thì tôi sẽ tiếp tục viết style cho để chỉnh cho nó. Thì bên trong này thì nó bên trong cái này thì tôi lại có cái class là icon, thì tôi sẽ viết style để chỉnh cho cái nóc ở bên trong nó. Tôi sẽ làm như sau. Cái icon này thì tôi sẽ cho nó cái width bằng 40 pixel. Hay hay thì tôi cho là 40 pixel luôn. Rồi tiếp theo thì tôi cho nó về thuộc tính là float là bằng net. Rồi tiếp theo thì tôi cho cái thuộc tính là margin top là bằng 20 pixel. Rồi tôi sẽ click cho save. Rồi tôi đi phép lại trình duyệt. Đó thì nó căn chỉnh lại cái hình icon như vậy. Tiếp theo thì cái nóc bên phải của cái hình icon là cái nó có cái class là info như vậy, thì tôi sẽ viết style cho cái class là info. Tôi sẽ viết nó ở đây. Class info thì tôi sẽ cho cái thuộc tính là padding. Thì tôi sẽ cho nó padding top là 2 pixel. Rồi padding nep mà padding line là 0 pixel, rồi padding bottom là 0 pixel. Rồi padding nep là 15 pixel. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái margin nep. Căn này bên trái thì tôi cho là 40 pixel. Rồi tôi cho save. Thì nó báo lỗi thì tôi sẽ đi kiểm tra lại. Nó là lỗi là do ở chỗ này thì tôi để dấu là chấm phẩy. Tôi phải để là dấu 200 mới đúng. Rồi tôi cho save. Rồi tôi đi phép lại trình duyệt. Đó, thì nó đã căn chỉnh lại vị trí trông đẹp như vậy. Tiếp theo thì ở đây thì nó có cái có mấy cái thẻ A, rồi tôi hover rồi thì nó đổi cái màu như vậy, rồi nó có cái hình có cái đường kẻ bên dưới, thì tôi muốn viết style cho cái thẻ A này. Đó thì tôi sẽ viết style cho mấy cái thẻ A này để cho nó style cho nó đẹp hơn, thì tôi làm như sau. Đây thì tôi sẽ viết style trong cái class info này luôn, thì bên trong info thì có cái thẻ A thì tôi sẽ viết thẻ A ở trong này. Rồi tôi sẽ cho nó cái color. Color thì chỗ này thì tôi cũng cho nó là đô la pink color luôn. Đó, tôi sẽ cho nó cái mã màu này. Đây, đô la pink color. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ cho nó cái test decoration. Thì tôi cho là lần để cho nó bỏ cái dấu gạch dưới đi. Rồi khi mà thẻ A nó hover rồi. Okay. Cái màu chữ thì bình thường thì tôi để cho nó cái mã màu như vậy thôi, thăng 666 thôi. Rồi khi mà hover rồi
A khi mà hover rồi thì tôi sẽ có A hover. Cái chỗ này thì các bạn nhớ viết liền rồi thì nó mới hiểu được. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ viết chỉ tay cho nó thì nó sẽ cho tôi cái mã màu chuyển màu màu chữ đi là đồ là pink color. Rồi tôi sẽ nick cho save. Đây, tôi sẽ đi đi cái này chỉnh chuyển. Đó, thì cái màu chữ bây giờ nó thay đổi như vậy. Đó, và bây giờ tôi hover rồi, thì nó chuyển sang thành màu hồng như vậy. Trông nó đẹp hơn rồi. Như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn làm xong cái phần section service như vậy. Cái chỗ thẻ H1 này thì tôi tạm thời tôi viết chỉnh chỉ tay cho nó như vậy. Đó. Chữ hello world tôi sẽ viết chỉ tay tạm thời như vậy thôi. Thì bữa tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái slider hot product ở đây. Đó. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm tương tự như cái slider hot product này. Đó. Tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.